Nên rằng là cái vụ việc mà chúng mà có kêu gọi xuống biểu tình thì theo như cá nhân của Mã Đáo nghĩ là không thành công. Tại vì những cái đầu mối của họ đưa ra thì mình đã tóm cổ rồi. Còn một số nữa thì chắc có lẽ chắc cũng cỡ 90 người nữa thôi. Tại vì mình chứng minh cái cụ thể rằng là đêm hôm qua là đội tuyển Việt Nam mình thắng. Như vậy rằng là đi xuống biểu tình, quên xin lỗi, đi xuống cổ động, nó nhầm, cổ động viên cho đội tuyển mình. Nếu mà chúng mà có hiểu biết được vấn đề này, nhân tiện cái chỗ đó mà hắn mà chui vào, thì có nghĩa là lúc bấy giờ mình rất là khó. Tại vì cái lực lượng mà người yêu nước mình nó quá nhiều đi, cầm cờ đỏ sao vàng nó quá nhiều đi, mình sợ lúc bấy giờ là nó len lỏi vào đó để làm gì, để nó tạo một cái cơn bão. Nhưng mà cũng may rằng chúng nó cũng không có, chúng nó cũng không có tạo được cái cuộc bão ở trong cái vấn đề này đêm hôm qua. Cái điều đó mình cũng thấy rằng là cái bọn này thì chắc chắn rằng nó không có cơ hội nữa, nó không có cơ hội. Bởi vì là mình đã tốn như vậy rằng là hơi bị khá nhiều đó, nhưng mà mình là cũng đi tuyên truyền, không phải tuyên truyền mà truyền tin. Vấn đề mà chúng câu chuyện là 3 năm nó cũ rất rồi. Vấn đề cái vụ việc mà phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền thì chúng bữa nay là quăng những cái clip và những cái ngụy tạo cái clip mà cô giáo đang giảng dạy để chúng quăng lên cái trang mạng Facebook này, nhằm mục đích là chúng kêu gọi nhắm vào những các chị phụ huynh đưa các cháu tới trường ngày mùng 5 tháng 9, mà đa phần là các chị phụ huynh của mình đó. Thì cũng có một số người là quan tâm về cái đất nước, cũng có một số chị thì nói chung là Chào Haru. cũng vì cuộc sống mưu sinh, cho nên là không có cập nhật được cái thông tin và tin tức, cho nên rằng chúng đang nhắm vào cái chỗ đó để chúng kêu gọi, sẵn sàng là chúng cũng lợi dụng ngay cái chỗ mà khai giảng khai trường đó. Chúng có thể này đưa cái những cái băng rôn và biểu ngữ đã đảo vấn đề cái chữ nghĩa của ông Bùi Hiền, không có vào trường học, mặc dầu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Chào trả Cam lời, Trần. đã có trả lời trước các báo chí vấn đề cái Chào việc Luli. mà cải cách giáo dục chữ quốc ngữ hoàn toàn không phù hợp Chào Phung Nên. với lại toàn dân. Cho nên rằng cái vấn đề đó thì cái chuyện nó đã cũ mà chúng vẫn moi ra làm một cái đề tài để nhân ngày mùng 5 tháng 9 này chúng có những cái hành động như vậy. Cũng mong mỏi các anh chị em mình share rộng những clip này đến cho nhiều người xem nữa, và mỗi thành viên của anh chị em yêu nước mình cũng nên nói những cái bà con hàng xóm quanh của mình hãy bình tĩnh trước cái sự mà đe dọa của chúng nhằm lật đổ của chế độ. Điều đó thì mình cũng phải cần quan trọng lắm. Vấn đề lên trên mạng này là một điều tốt đó, nhưng mà khi chúng ta tắt cái like này, chúng ta trở về đời sống đời thường, thì chúng ta cũng phải cố gắng vận động để cho bà con nắm rõ. Vì vậy cho nên rằng là mình thấy cái vấn đề mà chúng đang có cái hướng như vậy thì cái sự thành công thì nó không có, nhưng mà sự thất bại nó rất tràn trề, nó tràn trề trên mỗi cái phương diện. Cho nên là mà hôm qua vui lắm Bình Dương. Hôm qua tôi với lại chị Cao Hoàng Chị Lan Cao Hoàng Lan à. hôm qua có Bình Dương đó mà. Có Dương ở trong cái cuộc livestream đó.
Vui, nhưng mà cũng báo cho các anh chị biết rằng là bữa nay có một cái tin mừng nữa là hôm nay là chị Thái Ngọc Nhiên, có nghĩa rằng là đã chuyển theo cái chiều hướng là không còn chửi nữa mà trở về cách chia sẻ bình thường. Cái con số lẻ, nó là có con số lẻ, nó không có đại diện cho gần chín là triệu dân, mà trong gần hôm qua mình thấy đâu vấn đề anh em mình xuống để ủng hộ cái vấn đề cái U23 đó, cái nó mang tính cách là quần chúng và toàn dân, mà mình hôm qua cũng cũng có trao đổi với lại cái bạn người nông dân, bạn đưa ra là tại sao mà tôi không ủng hộ cái bóng đá này, nó làm khó ngủ. Ủa? Bạn nói là bạn làm khó ngủ, trong khi đó bạn bạn trả lời với mình lúc 1 giờ mấy còn 2 giờ mà bạn không chịu đi ngủ, mà bạn bảo rằng vậy, nhưng mà bạn nghĩ là bóng đá được bao nhiêu lần trong 1 năm đó. Cho nên cái điều mà mình thấy cái bạn người nông dân á, không có đồng tình là một, cái hai là các bạn lưu long cũng vậy, lưu lưu long hầu 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 chiều cũng bị chửi tại ngay cái Gọi là cũng có một gì đó gọi là nhân nhượng, cứ để họ tự do họ làm cái điều họ muốn chứ chưa phải là một cái cần thiết đó. Thì chính như vậy thì họ lại cứ nghĩ rằng là an ninh Việt Nam của mình không dám làm gì họ. Cái đó là cái nhận định của họ, và cái nhận định đó là cái nhận định sai lầm. đúng. Tại vì ở đây anh hiểu rồi, nước nào cũng vậy, là nhà nước pháp quyền thì người ta dùng cái quyền hạn để người ta điều hành đất nước. Mình một người công dân, anh phải hiểu được cái quyền mình như thế nào và cái việc gì nên làm là cái việc gì phải bị ảnh hưởng đến gọi là pháp luật, mình phải hiểu. Đúng. À, nên Bổ chính vì bổ sung cái ý cho chỗ Bình Dương này nè. Nhà nước ta là một nhà nước pháp Trần quyền, Quốc Nguyễn. do dân vì dân. Vì vậy, Việt Nam của chúng ta là một đất nước có chủ quyền, không có bất cứ tổ chức hoặc giả là cá nhân nào để chống phá đảng và nhà nước. Đó, nói là đúng nguyên văn như vậy. Chứ nhiều khi là cái mình cứ đọc Đúng, cái một đó là câu đúng nguyên văn à. chứ còn mà nếu mà anh đọc cái kiểu đó không khéo người ta nói mình là một nước độc tài ha. Không có rô rít, cái Tại quan vì quan ở trọng đây là mình đúng 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 anh nói là đúng chứ không sai, nhưng mà ở đây trên phát phương diện là mình một người dân thì thực sự mà nói, để mà đa phần ở đây là nói nha, Dương theo Dương biết là đa phần người dân của chúng ta không nắm vững về luật và chỉ phản ứng theo cái gọi là cái nhận định kịp thời á. cái nhận định cá nhân của mình mà thôi, chứ Đó, người ta không là nhận dựa định kịp vào thời đó. cái pháp luật. Vâng. Đất nước có pháp luật thì pháp luật là bảo vệ người dân và pháp luật cũng xử lý những người nào vi phạm Đúng pháp luật rồi. đó. Đó là cái một cái rõ ràng. Nên ở đây trên phương diện anh thấy nó giống như ở đây anh nhận thấy cái bọn dân chủ cũi nó cầm cuốn hiến pháp lên nó nói, nhưng nó đọc không hết cái câu hiến pháp nó như thế nào. Đúng rồi. À, thì từ đó họ dẫn chứng cho một số những người có mang một cái sự uất ức trong lòng, họ hiểu sai về vấn đề đó. Em nói anh, ở tầm một cá nhân như anh em mình, nó thật sự cái cuốn hiến pháp nó rất là rộng nghĩa, từ cái câu chữ cho đến một cái trong đó nó như thế nào, nó rất là rộng chứ không phải nó gói gọn như những người nó hiểu đâu. Ví dụ Nói cái kiểu như thế này ví nè, tức cái cuốn hiến pháp của mình á, thật sự ra này ý là của Bình Dương nói, nhưng mà có nhà văn có cái câu nói thế nè, một bài văn hay đó đúng không, nó có một đoạn hay, mà trong một đoạn hay nó có một câu hay, trong một câu hay nó có một từ hay, trong một từ hay nó có bằng một cái ý, tức là trên vấn đề hiến pháp và pháp luật của Việt Nam mình thì nói rộng thì cũng không có rộng, mà nói là cái nghĩa hẹp thì không hẹp, nhưng mà cơ bản là sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì anh chỉ hiểu cái từ đó được rồi, là không, tại anh vì biết rồi rồi anh đã vô ngắt anh cái này, anh nói như vậy thì gọi là nếu mà anh nói rộng thì không rộng, mà hẹp thì không rộng, thì nó mang một cái tính chất chung chung,
Nhưng mình phải hiểu như thế, anh mình nói như thế này cho nó dễ, tại vì mình nói vậy thì có những người người ta sẽ không hình dung ra được. Anh nói là hiến pháp nó là cái khung sườn, Đúng rồi. tại vì phía dưới hiến pháp nó còn là pháp luật, rồi dưới pháp luật nó còn nghị định thông tư hướng dẫn mình tất cả những cái. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó đem ra nó nói là giống như cái luật trong hiến pháp có ghi là cho người dân được quyền biểu 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 tình, đúng không anh? Đó. Nhưng ở phía bên dưới nè, nhưng trong khuôn khổ của pháp luật thì bây giờ mình lấy tuy rằng mình không có luật biểu tình, nhưng trong cái pháp luật mình thì mình chiếu theo như thế nào. Ví dụ bây giờ có nghĩa là mình muốn nói là mình biểu tình là gì, để biểu đạt cái ý kiến của mình, nhưng mình biểu đạt ở đâu, đúng không anh? Ví dụ như bây giờ anh Rồi. biểu đạt ý kiến à, tôi muốn bây giờ tôi nói là tôi muốn gọi là dùng cái từ biểu tình đi, nhưng mà tôi biểu tình ở đâu? Ví dụ chẳng hạn à, tôi đến cái trụ sở tiếp dân của phường của tôi, đúng không? Thì đó là cái Đúng. mình có một cái địa điểm rõ ràng. Còn cái thứ Đúng hai đây này, đúng. ở đây biểu tình, đúng không anh? Còn bây giờ anh biểu Đúng. tình nó đi xuống dưới đường, đương nhiên anh vi phạm luật lệ giao thông, nó rất là rõ ràng. Anh phải hiểu là cái điểm này, nên tất cả Rồi những người như giống như gây mình tắc ùn tắc giao thông, mà từ cái ùn tắc giao thông nó chuyển qua vấn đề là làm cái vấn đề di chuyển của người ta, cái những mặt hàng của người ta cần á, thì nó tức nghĩa là khi mà anh xuống đường nghẹt đường vậy đó là nó tổn thất cả hàng trăm tỷ đó, chứ không phải ít đâu nha. Vấn đề thí dụ thì đó, xe thì bây giờ anh thì nghĩ đó. thì đó, nếu anh chiếu theo pháp luật, anh nhìn một cái hành động có là hành động đó là hành động nhỏ nhưng gây ra một cái hậu quả rất lớn, Chính đúng không? xác. Rồi nhá, anh ở trong đó nè, đó nó xong rồi nó đem cái nó nói là trong hiến pháp ghi là con người dân có được quyền biểu tình, nhưng mà trong cái quyền con người ha, anh là trong hiến pháp nó có quyền con người, cái quyền con người sao không làm ảnh hưởng đến, đúng không, đời sống Của đó. bà con. Rồi tại vì Dương không hiểu hết vậy, tại Dương đang vừa nói mà Dương đang suy nghĩ lại cho nó tròn cái câu 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 văn trong cái câu đó, thì rõ ràng là họ đã đi như thế, giống như mình lấy cái 16 ra dẫn chứng thì hoàn toàn họ đã vi phạm hết tất cả mọi thứ rồi. Thì ở đây trên phương diện đó, tuy rằng mình cho rằng là họ muốn biểu đạt cái ý kiến đúng không sai, nhưng cái hành động của họ tất cả đều là sai hết. Mà đã sai thì không thể nào chống chế, tại vì mình đã sai, việc gì ra việc đó, phải không anh? Anh Đúng biểu đạt rồi, ý kiến của anh, người ta không cấm, nó nhưng khổ vậy nè. anh đang vi phạm pháp luật, người ta phải xử. Tôi Họ ở thấy đây chỗ này họ đang mình nhập vui nhằng ở là cái chỗ này. cái con người Việt Nam mình á, là không phải mình nói chung, nhưng mà thường á, là cái con người á, trên cái vũ trụ này á, thí dụ như bình thường ấy, tôi góp ý cho cái bạn đó đúng không, đúng hay sai, thì thường người góp ý đó là đưa cái Chào chỉ anh, tiêu là cho phi. đúng. Cái người nghe thì họ còn đang phân vân không biết đúng hay sai, nhưng mà về về mặt cơ bản á, là Anh khải định, chờ chút anh Thanh. chúng ta cũng vì cái tôi, biết không, cũng vì cái tôi, mà sao cái tôi á, mà nếu mà anh mà có cái phần tích cực á, là cái tôi đó nó trở thành tích cực, tức là về 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 mặt thiện là mặt tốt. Dạ Còn anh nếu xong mà rồi anh. anh nhận định cái câu chuyện người ta góp ý mà anh cũng vì cái tôi á, sao cái tôi là cái tôi bắt đầu là nổ khùng, nó điên lên á, bắt đầu là Rồi cuối cùng nó thành, rồi cuối cùng nữa là nó thành cái tội. ở đó, từ cái tôi nó trở thành cái tôi, mà từ Rồi cái cuối tôi cùng mà nó đi đến cái không tội. không kiềm chế được, không kiềm chế được mới trở thành là cái tôi. Đó. Tôi Rồi rất cảm ơn cái diễn đàn của Bình Dương. Chúc Bình Dương một đêm hạnh phúc, và chúc các anh chị đã lắng nghe, và chúc các anh chị một cảm đêm ơn vui anh mã đáo lên.